Đã gần 3 tháng gồng mình chống lại đại dịch Covid-19, kể từ khi đợt dịch thứ tư bắt đầu bùng phát, chưa bao giờ thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều thách thức như thế này. Và cho đến thời điểm hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là điểm nóng nhất của dịch bệnh Covid-19, với số ca bệnh gia tăng theo 4 con số mỗi ngày. Trận chiến với dịch bệnh kéo dài không chỉ gây nên sức ép khổng lồ cho hệ thống y tế, mà còn khiến cho nền kinh tế ảnh hưởng, đời sống của người dân cũng bị đảo lộn. Thế nhưng chính trong thời điểm khó khăn nhất, chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến một dân tộc Việt Nam đoàn kết, cùng đồng sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi đại dịch. Và mời quý vị cùng đồng hành với biên tập viên Thu Hằng trong chuyên luận chiều nay để có thể cảm nhận được rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin mời biên tập viên Thu Hằng. Vâng, xin cảm ơn anh Thanh Tú và chị Thanh Hương ạ. Xin được hỏi anh chị là khi nhắc đến thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị ấn tượng về điều gì nhất ạ? Vâng, có lẽ khi nhắc đến thành phố Hồ Chí Minh thì tôi lại luôn nghĩ đến nhịp sống hối hả của người dân cũng như là sự nhộn nhịp, náo nhiệt của thành phố này. À, vâng, sôi động, náo nhiệt và trẻ trung có lẽ là điều mà chúng ta thường hình dung khi nhắc đến thành phố mang tên Bác. Anh chị có thể nhìn thấy hình ảnh đây, mới chỉ cách chúng ta 3 tháng thôi ạ. Còn đây cũng là hình ảnh của thành phố chúng ta, nhưng mà ở thời điểm hiện tại ạ. Có lẽ tôi không cần nói quá nhiều, nhưng chúng ta có thể cảm thấy được sự vắng lặng đang bao trùm lên thành phố mà đã từng nhộn nhịp đến như vậy. Thưa quý vị, áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một quyết định khó khăn. Đúng như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói khi đồng ý cho thành phố thực hiện chỉ thị này từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 vừa qua. Một trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Nam Bộ, một đầu tàu kinh tế của cả nước, một thành phố hoa lệ với hơn 10 triệu dân, lúc này đây đang phải oằn mình lên chống chọi với bệnh dịch. Có lẽ lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một thành phố mang tên Bác thật khác, thật lặng lẽ đến nao lòng. Khi dịch đổ xuống rồi thấy đường nó vắng lắm, từ sáng thấy người ta đi vậy chứ mà chưa dám quay à. Rồi tối tầm khoảng cỡ 10 giờ, 10 giờ mấy là không thấy ai á. Vắng lắm, không có người. Nhớ như những lúc tụ họp bạn bè ăn uống ngoài phố bộ, đi chơi ngoài phố bộ, trông vui nhìn mọi người chơi, nhìn mọi người trò chuyện. Chứ không phải ai muốn lẻ loi, ai muốn ngồi nhìn vệ đường đi có một mình, để đây khẩu trang, rồi dường phá vắng tanh, không gì gọi là niềm vui. Ngày xưa vui nhộn nhịp, còn bây giờ thấy điều yêu quá, buồn lắm, buồn cho Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày giãn cách xã hội để nhanh chóng dập dịch Covid-19 với hy vọng nhịp sống trở lại bình thường. Và trong thời điểm khó khăn nhất như bây giờ cũng là lúc mà tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của người dân thành phố mang tên Bác hiện lên rõ nét nhất. Vị nữ bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ kín mít này là bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tùng của Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã nghỉ hưu được hơn một năm nay, nhưng khi nghe tin hàng trăm đồng nghiệp trẻ lên đường chi viện cho các bệnh viện điều trị Covid-19, bà ngay lập tức xin được quay trở lại công tác làm hậu phương, tiếp thêm niềm tin cho các đàn em ra tuyến đầu chống dịch. Con thì thành phố Hồ Chí Minh là cũng như quê cha đất tổ của mình. Đứng trước cái tình hình dịch bệnh càng ngày càng lan rộng, tôi rất là đau lòng, thiết nghĩ rằng mình nên góp một chút xíu công sức gì đó để xây dựng cho cái nơi mà mình sống, mình lớn lên. Còn đây là bữa cơm vội vào lúc 2 giờ chiều của các chiến sĩ phục vụ tại bệnh viện dã chiến số 1 của thành phố. Có những chiến sĩ thì tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt trong chốc lát sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển bữa ăn trưa cho gần 5.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Thì những cái tâm tư tình cảm mà khi một tháng xa nhà tôi đó thì tôi dồn hết trong lòng và đặt hết tâm huyết vào công việc để mong cho mau chóng hết cái dịch này. Mọi người dân được an toàn, vừa hoàn thành nhiệm vụ và tôi cũng sớm được trở về để gặp lại người thân trong gia đình.
những bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ gọi điện thoại về thăm gia đình, những chiến sĩ cảnh sát giao thông túc trực tại các chốt kiểm dịch bất kể nắng mưa. Những bữa cơm từ thiện được chất lên xe tải, chuyển tới những khu vực phong tỏa, cách ly. Những mô hình chợ không đồng, siêu thị mini không đồng hỗ trợ cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những hình ảnh này có lẽ sẽ còn in sâu trong tâm trí của mỗi người dân. Hình ảnh về thành phố Hồ Chí Minh đồng lòng, đoàn kết, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh mạnh mẽ, con người của thành phố này cũng mạnh mẽ. Thế nhưng, chừng ấy lý do có lẽ vẫn là chưa đủ để vượt qua đại dịch. Còn cần đến sự hỗ trợ của toàn hệ thống chính trị, toàn bộ thành phố. Như lời của Thủ tướng Chính phủ kêu gọi, càng khó khăn, càng phải đoàn kết. Các bộ ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã hướng về thành phố Hồ Chí Minh với tấm lòng nghĩa tình, cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Các cái nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, rồi sinh phẩm, y tế v.v. đáp ứng tối đa cho thành phố. Báo cáo với các ông chí thế. Theo yêu cầu, đáp ứng tối đa và theo yêu cầu của thành phố. Y tế rồi các cái điều kiện đảm bảo khác thì cũng ưu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời chăm lo bảo vệ sức khỏe và tính mạng an toàn của người dân là trước hết, là trên hết. Và dứt khoát không để ai thiếu ăn, thiếu mặc và các cái nhu cầu tối thiểu và không để xáo trộn cái cuộc sống của nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, thành phố gọi, chúng tôi trả lời. Các ngành y tế, quân đội, công an, các địa phương và người dân cả nước đều nhanh chóng triển khai các phương án hoạt động hỗ trợ cần thiết cho thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10.000 cán bộ y bác sĩ sẵn sàng chi viện cho lực lượng y tế thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị sinh phẩm y tế và lượng vaccine COVID-19 của cả nước đã được ưu tiên cung cấp đáp ứng tối đa cho thành phố. Hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, rau củ quả từ các tỉnh thành cũng đã được vận chuyển về tiếp tế cho bà con nhân dân trong tâm dịch. Những chuyến bay chở cán bộ y tế vào giúp thành phố chống dịch, những chuyến xe với dòng chữ tiếp sức thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 mang theo bao tấm lòng yêu thương, sẻ chia của người dân khắp mọi miền Tổ quốc dành cho thành phố. Tất cả đều dành những điều tốt nhất cho thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch. Thưa quý vị, dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi thôi. Những ngày thành phố ảm đạm vì phong tỏa rồi cũng sẽ lùi về ký ức. Thế nhưng những câu chuyện về sự đoàn kết, về tinh thần tương thân tương ái vốn đã là gốc rễ của dân tộc Việt Nam, chắc chắn sẽ còn lưu lại mãi. Những sự tiếp sức đồng lòng của cả nước hướng về thành phố Hồ Chí Minh đã và đang là niềm tin, là hậu phương vững chắc giúp người dân thành phố mang tên Bác vững tin và lạc quan để chiến thắng dịch bệnh. Và trước khi kết thúc phần trình bày này, chúng tôi cũng muốn gửi gắm niềm tin và sự lạc quan tới quý vị qua bài hát của một thầy giáo 9X. Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rạng ngời, sẽ như lúc xưa sẽ lại vui. Bình Tân Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận sẽ ôm xiết nhau bắt tay vui mừng. Và anh rồi sẽ dẫn em đi dạo, quán quên chiếc hôn ta cùng trao.